Nhưng bây giờ đấy, nó có hỏng đâu. Mình sử dụng Oppo Reno mới chung cả năm nay có hỏng đâu. Mà thậm chí đây, mình nói luôn các bạn nhé. Hàng đêm các bạn biết như nào không? Mình đi vệ sinh ý, mình vẽ chữ V trên màn hình để cái camera thỏ thụt. Đây, vẽ chữ V lên trên màn hình để cái camera thỏ thụt nó thò ra để bật đèn flash lên cho mình nhá, để mình soi sáng nhá. Nhưng các bạn biết mình tắt đèn flash như nào không? Ấn flash như này là xong. Mình còn thô bạo như thế cơ mà nó còn không hỏng. Chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Và trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì mình có hai cái deal rất là hấp dẫn dành cho các bạn. Đó chính là việc bây giờ chiếc điện thoại Nokia 5.3 này đang được Điện thoại Hay sale off về một mức giá không tưởng, đó là 2.290.000. Và với mức giá này thì nó ăn đứt tất cả những sản phẩm trong cái tầm giá của nó. Đây là một chiếc điện thoại hàng chính hãng, đầy đủ hộp phụ kiện cho các bạn luôn. Thiết kế nhìn cũng tương đối ổn ở trong cái tầm giá này. Được chưa? Các bạn có thể tham khảo qua nhé. Điện thoại.vn. Thêm nữa đó là thời gian gần đây thì chơihay.vn họ cũng đang về các cái mẫu ba lô như này dành cho các bạn học sinh sinh viên. Những mẫu ba lô như này thì rất là đa dụng, có thể chứa được cực kỳ nhiều ngăn luôn. Đây, một cái ngăn để chúng ta chứa chai nước này, có cổng sạc để cho các bạn có thể sạc cho điện thoại ở đây được luôn nhé. Đây có cổng sạc này, có kháng nước kháng bụi nhẹ. Đấy, thêm nữa này, có rất là nhiều ngăn này nữa này, ngăn ở ngoài nữa này. Đấy, hôm sau thì mình sẽ có cái video mình nói chi tiết hơn về cái này. Cái ba lô này chỉ có 319.000 đồng mà thôi. Và với mức giá đó là mức giá mà đã bao gồm cả tiền ship cho các bạn luôn. Các bạn cứ tưởng tượng là những một cái mẫu ba lô nó to như này thì tiền ship nó sẽ khá cao đúng không nào. Nhưng mà chơihay.vn sẽ bao cả tiền ship cho các bạn luôn. Bên trong rất là nhiều ngăn để bút này, để điện thoại, hai ngăn để điện thoại này. Đấy, một ngăn to này nữa để một cái MacBook này, một ngăn này nữa có thể để iPad này. Đấy, bên trong này nữa nhé, chúng ta sẽ có một cái đầu để chúng ta cắm một cái pin dự phòng ở đây nữa để chúng ta sạc cái điện thoại bên ngoài như này. Đấy, và cái ba lô này rất là nhiều màu luôn. Đấy, có màu đen nhá, màu xanh như này, các bạn nhìn thấy không? Màu xanh như này. Đấy, chúng ta sẽ có thêm các cái màu nữa, ví dụ như màu xám nữa này. Đấy, và chúng ta sẽ có màu đỏ ở đây, kiểu màu đỏ bã trầu cũng rất là đẹp. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo qua tại chơihay.vn nhé. Hôm sau thì mình sẽ làm kỹ hơn về cái ba lô này. Cái ba lô này nói chung là chất lượng với mức độ hoàn thiện là tốt hơn nhiều so với cái ba lô Mokoto lần trước mình review cho các bạn đấy. Đó, rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến bạn Tú Nam, bạn hỏi là em thấy Vinsmart Aris Pro không đáng mua, camera ẩn chỉ là chiêu trò quảng cáo mà thôi. Nghe bảo cái màn hình ai cũng nhập về được, giá 10 triệu là quá cao. Cá nhân mình thì không đồng ý với cái quan điểm của bạn. Mình thấy là như này này. Đầu tiên ý, thì nếu mà bạn nghe bảo là màn hình này ai cũng nhập về được đúng không? Tại sao mọi người không nhập về để làm đi? Thế thì chúng ta phải ủng hộ những người tiên phong chứ. Người tiên phong ở đây là ai? Đấy là ZTE Ason 25G. Đấy là Vinsmart Aris Pro, đúng không nào? Chúng ta phải ủng hộ công nghệ mới chứ. Công nghệ mới có thì chúng ta phải ủng hộ chứ. Nếu mà không có người đi đầu ấy thì chúng ta sẽ mãi mãi sử dụng những công nghệ cũ như bây giờ. Nếu như ngày xưa nhá, mọi người nghĩ rằng là ồ rồi có một cái điện thoại có cái gì đâu, cần gì phải làm đến loa kép, một loa là đủ rồi. HTC ngày xưa đi đầu trong cái việc là loa boom sao đấy, là loa kép đấy. Hay là ngày xưa người ta bảo là ồ chỉ có điên mới nhúng điện thoại vào nước thôi, điện thoại thì cần gì phải kháng nước kháng bụi. Sony Xperia Z là một cái điện thoại bán thương mại ra có kháng nước kháng bụi đấy, đúng nào. Hay như ngày xưa người ta bảo là ui rồi vân tay bên trong màn hình như tưởng cái gì, chiêu trò quảng cáo vớ vẩn đi. Đấy, cuối cùng người ta có vân tay bên trong màn hình rồi. Hay đơn giản ngày xưa các bạn chửi lên cái việc là ui rồi em sợ camera thỏ thụt lắm, camera thỏ thụt nó dễ hỏng lắm. Đấy, bởi vì nó thỏ thụt lên mà, nó cơ chế vật lý mà, đúng nào, nó dễ hỏng lắm. Nhưng bây giờ đấy, nó có hỏng đâu. Mình sử dụng Oppo Reno mới chung cả năm nay có hỏng đâu. Mà thậm chí đây, mình nói luôn các bạn nhé. Hàng đêm các bạn biết như nào không? Mình đi vệ sinh ý, mình vẽ chữ V trên màn hình để cái camera thỏ thụt. Đây, vẽ chữ V lên trên màn hình để cái camera thỏ thụt nó thò ra để bật đèn flash lên cho mình nhá, để mình soi sáng nhá. Nhưng các bạn biết mình tắt đèn flash như nào không? Ấn flash như này là xong. Mình còn thô bạo như thế cơ mà nó còn không hỏng. Đấy, thế thì mình thì nghĩ là nếu như nhá, đây là chiêu trò marketing để quảng cáo thì mình chấp nhận cái chiêu trò này để đổi lấy lại một cái công nghệ mới. Đấy, và mình không bao giờ đi dìm hàng điện thoại Việt Nam là như thế. Trong khi đó rõ ràng Việt Nam chúng ta có thể làm được. Tại sao chúng ta không động viên, đúng nào? Mà chúng ta cứ nghĩ đi, nhăm đi dìm hàng họ là cái gì. Tiếp tục nữa nào, giá 10 triệu là quá cao. Mình công nhận với bạn giá 10 triệu là cao. Tuy nhiên khi các bạn mua hàng Vinsmart Aris Pro bây giờ thì bạn biết rồi đấy, Vinsmart họ có rất là nhiều những khuyến mại, rồi đại lý cũng có rất nhiều những khuyến mại, giá chỉ loanh quanh tầm 7 đến 8 triệu thôi. Các bạn sẽ rẻ hơn được cái mức giá 10 triệu này rất là nhiều. Và với mức giá đó thì mình cũng chia sẻ luôn, nếu mà xét ở trên tham chiếu là hàng chính hãng nhé, nếu bạn so sánh sang với Oppo ấy,
thì thậm chí là cấu hình nó còn nhìn hơn cả điện thoại Oppo cơ mà. Và cái công nghệ ở đây là được gì? Công nghệ camera ẩn bên trong này. Mình chấp nhận, ok, selfie thi thoảng nó có thể không bằng những điện thoại có camera không ẩn. Nhưng để đánh đổi cái công nghệ đấy, để thiết kế đẹp hơn, để sau này những hãng điện thoại khác họ tối ưu cái phần camera đó nó tốt hơn, thì đấy là một cái điều mà mình nghĩ là cũng hoàn toàn là xứng đáng thôi. Đấy, đôi khi nó là cái sự đánh đổi đấy các bạn ạ. Có những cái thứ giá trị mà chúng ta sẽ không thể quy ra được bằng tiền đâu. Mình sẽ lấy cho bạn một cái ví dụ như này nhé. Cái con Galaxy Z Fold 2 nó có mức giá là khoảng 50 triệu, đúng không nào? Tất cả những công nghệ của nó đều tốt nhất. Theo các bạn thì cái công nghệ màn hình gập này nó xứng đáng bao nhiêu tiền? Các bạn hãy comment cho mình biết. Đấy, thì nó mới lên mức giá 50 triệu chứ. Chứ nhiều khi có nhiều bạn lại cứ nhăm nhăm, giả sử các bạn nhìn vào cái con chip chẳng hạn. Đấy, giả sử như thế. Thì mình cứ cho như là Galaxy Z Fold 2 bây giờ mà chạy chip Snapdragon 765G đi, chứ không phải là 865 Plus nữa nhá, mà 765G, mà giá là 25 triệu rẻ được một nửa, mình chấp nhận mình mua cái con chip Snapdragon 765G luôn. Để mình làm gì? Để mình có cái công nghệ màn hình gập. Cái công nghệ mà chính ngày xưa rất nhiều bạn comment vào là ui dồi, cái màn hình dẻo này thì dễ hỏng lắm, cái màn hình dẻo này thì vớ vẩn lắm, thế này nọ, nó không thực tế. Nhưng bây giờ cái con Galaxy Z Fold 2 mình nói luôn, chẳng qua là giá nó quá cao, nó chưa tiếp cận được với đại đa số người dùng thôi. Chứ còn nếu mà nó tiếp cận với đại đa số người dùng, sau này giá nó rẻ đi á, thì đó mới là xu hướng của tương lai đấy. Mình luôn luôn muốn đón nhận xu hướng của tương lai, luôn luôn muốn đón nhận những công nghệ mới. Mình là người làm công nghệ mà, mình thích cái điều đó. Kể cả ở trong video nhé, các bạn biết là trong video mình khen chê rất rõ ràng. Mình nói là camera của Vsmart Iris Pro là mình thấy không tốt, mình cũng sẽ nói là không tốt. Nhưng không phải là vì nó không tốt mà mình không ủng hộ, mà không tốt thì phải nói ra để cho anh em phải sửa, đúng nào? Nói cho anh em ở Vsmart đang theo dõi video này, anh em sửa đấy, anh em khắc phục được để sau này nó càng tốt hơn. Chúng ta phải biết là thế nào là góp ý và thế nào là thứ kiểu là dìm hàng đó. Hai cái đó là hai cái khác nhau. Cộng đồng mạng mà chúng ta biết thế nào được, đúng nào? 9 người thì 10 ý. Rồi, còn bây giờ chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàn Nguyễn Đức. Bạn hỏi là: anh ơi, em muốn hỏi là lên đời iPhone 12 mà có 4 mẫu, em đang phân vân giữa iPhone 12 và iPhone 12 Pro, không biết nên chọn mẫu nào đáng mua nhất, mong anh tư vấn. Nếu mà iPhone 12 với iPhone 12 Pro thì mình thấy là như này này. Thiết kế độ sang chảnh, độ nhận biết thương hiệu iPhone 12 Pro hơn hẳn. Nó có khung viền thép, nó có 3 camera ở phía sau, nó có cảm biến LiDAR, nhìn phát là phân biệt được ngay, đúng nào? Màn hình giống hệt nhau. Hiệu năng thì iPhone 12 Pro sẽ hơn khi mà nó có RAM là 6GB và ROM là 128GB thay vì 4,64 giống như iPhone 12. Và cái điểm này là điểm khá là đáng giá đấy nhé các bạn nhé. Về camera thì iPhone 12 Pro bổ sung thêm camera tele, nó sẽ đa dụng hơn. Và nó bổ sung thêm một cảm biến LiDAR để giúp lấy nét ở trong những điều kiện thiếu sáng nó nhanh hơn gấp 6 lần. Và đây cũng là cái điểm mà mình nghĩ là hơn hẳn. Còn về pin ý, thì hai con này y hệt như nhau. Nhưng mà mình thấy là như này này. Trong bộ 4 iPhone 12 năm nay thì cái iPhone 12 mini với iPhone 12 bản chất là chỉ là phóng to ra thôi. Còn iPhone 12 Pro với iPhone 12 Pro Max thì nó cũng gần như là phóng to ra, nhưng mà cái phiên bản Pro Max thì nó khác biệt ở cái chỗ là cái tiêu cự của camera tele nó sẽ dài hơn một tí. Cái điều này mình không quan trọng, được chưa? Như vậy thì cái sự khác biệt nhiều nhất giữa 4 phiên bản iPhone 12 này là khác biệt giữa iPhone 12 và iPhone 12 Pro. Đấy. Vậy cá nhân mình sẽ có một lời khuyên cho bạn như sau: nếu bạn không đủ tiền mua iPhone 12 Pro thì dừng lại ở iPhone 12 là đủ rồi. Còn nếu mà cố lên được thì thực dụng nhất lại là iPhone 12 Pro đấy. Và Apple rất thông minh khi mà trong tháng 10 là họ ra mắt trước iPhone 12 và iPhone 12 Pro để cho người dùng phân vân. Có thể người ta sẽ lên iPhone 12 Pro. Chứ nếu mà ra iPhone 12 Pro Max thì có thể là iPhone 12 Pro Max sẽ đè chết con iPhone 12 Pro này. Bởi vì người Việt Nam chúng ta đã mà mua cái gì là phải mua phiên bản Max Option luôn mà, đúng nào? Đấy. Nên là cái đợt sau vào giữa tháng 11 thì họ ra mắt iPhone 12 mini với cả iPhone 12 Pro Max. Thì lúc đó mình thấy là nó cũng đã hợp lý rồi. Đấy. Thì lúc đấy chúng ta sẽ bắt đầu có những sự phân vân khác. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn GO. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, cho em hỏi một cái, trong những màu của iPhone 12 thì em nên lựa chọn màu nào? Em đang chuẩn bị mua nhưng không biết chọn màu nào cho đẹp. Cảm ơn anh. Thực ra là cũng rất là nhiều bạn cũng đang phân vân là không biết là nên lựa chọn màu nào. Thế thì đầu tiên là iPhone 12 thì có rất là nhiều màu, đúng nào? Thế thì chúng ta sẽ thử xem đi. Nếu mà bạn là một người hơi mê tím một tí, chúng ta sẽ lựa chọn theo màu phong thủy đi. Ví dụ thế. Thì mệnh kim sẽ hợp với màu trắng. Mệnh thổ sẽ hợp với màu vàng. Mệnh mộc sẽ hợp với màu xanh. Mệnh hỏa sẽ hợp với màu đỏ. Mệnh thủy sẽ hợp với cả màu đen. Đấy, thế là theo mệnh nhá, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đấy. Kim là trắng này, mộc là xanh này, thủy là đen này, hỏa là đỏ này. Thổ là vàng.
Đấy, kim mộc thủy hỏa thổ. Thế còn nếu mà bạn là một người không mê tín đi, bạn thích lựa chọn màu nào cũng được, thì cá nhân mình, nếu mà bản thân mình nhá, mình sẽ lựa chọn màu trắng hoặc màu đen, bởi vì là hai cái màu đó là hai cái màu mà nhìn iPhone 12 nó đỡ trẻ con nhất. Mình nói thật với bạn, mình không thích điện thoại mà có màu xanh với màu đỏ đâu. Và đặc biệt là đối với cả iPhone 12 thì nhìn nó hơi trẻ con thật. Còn nếu mà iPhone 12 Pro Max ấy, hay là iPhone 12 Pro, nó có những phiên bản nó rất là khác. Ví dụ như là cái phiên bản màu xanh của nó là xanh nhám rồi thế này thế nọ, thì mình nhìn nó lại đẹp hơn nhé, thì nó lại kiểu khác nhé. Kiểu màu xanh quân đội nó lại kiểu khác. Đấy, còn màu xanh của iPhone 12 thì mình không thích. Tất nhiên mình cũng chia sẻ với các bạn luôn, đấy là cảm quan về màu sắc đẹp hay xấu là tùy thuộc mắt mỗi người. Đấy, thì ví dụ bây giờ bạn đang hỏi mình thì mình sẽ trả lời theo cái cảm quan của mình thôi. Đấy, thì mình thích màu trắng hoặc là màu đen nhất. Đấy, được chưa? Còn lại thì nếu mà lựa chọn theo mệnh thì mình cũng đã nói rồi đấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Trung Kim. Bạn hỏi là xin anh tư vấn cho em một chiếc máy làm camera hành trình cho ô tô. Em cần quay video tốt trong thời gian dài. Pin châu em cảm ơn. Bạn cần gì mua một cái điện thoại để làm camera hành trình cho ô tô? Bạn mua hẳn một camera hành trình chuyên biệt đi. Tội gì? Nó vừa cắm trực tiếp về điện thoại, vừa lưu trữ được nhiều, có phần mềm lưu trữ ở trên điện thoại này, tội gì? Mua một cái điện thoại về làm gì? Điện thoại làm sao mà bằng camera hành trình chuyên dụng được? Nếu mà là cá nhân mình ý, thì hiện tại là mình đang nghiêng về chiếc camera 70 mi Pro của Xiaomi. Và bản thân là cái xe VinFast của mình như này là đang sử dụng cái camera 70 mi Pro của Xiaomi. Mình mua hết hơn triệu, thế xong rồi ra nhờ mấy anh em mình quen biết ý, về xe ý, họ lắp hộ mất có khoảng 100.000. Đấy, họ lắp hộ, họ đi dây hết các thứ ở bên trong xe, rẻ không ý mà. Bạn ra bạn làm một cái hơn triệu bạc, tội gì? Đấy, thì đấy là cái tư vấn của mình. Chứ không nên mua một cái điện thoại, hoặc là không, cũng không nên tái sử dụng lại một cái điện thoại cũ để làm camera hành trình đâu. Đấy, thêm một cái nữa nhé, ví dụ như cái 70 mi Pro đó thì mình lắp ngay trên kính lái. Và các bạn biết là khi mà vào cái trời rất là nắng ấy, thì ánh nắng nó chiếu vào cái kính lái nó cực kỳ nóng luôn. Và cái camera hành trình bản thân là nó sẽ chịu nhiệt tốt hơn là so với điện thoại. Nếu điện thoại bạn để làm camera hành trình nhé, mà nhỡ may nắng quá nó chiếu vào, nó làm nổ pin của điện thoại, thì rất có thể nó gây ra cháy nổ trong xe. Điều này rất nguy hiểm. Đấy, nếu các bạn để ý thì ngày xưa là có một số những xe, ví dụ như là Honda CR-V ấy, là mấy anh ấy để cả pin dự phòng lên trên mặt táp lô, thì cuối cùng là bị nổ pin dự phòng và cháy cả xe. Đấy, thì mình nghĩ là không nên, nên mua camera hành trình riêng cho ô tô hơn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Đức Nguyễn, bạn hỏi là Dương cho anh hỏi, anh đang định mua cái Vinsmart Lite 4 nhưng không biết dung lượng pin xem YouTube và chơi Liên Quân nó bị lag hay không, mua đầu là tốt nhất. Nếu mà với cá nhân em thì em thấy là đầu tiên là pin của con Lite 4 là rất là trâu, pin nó lên tới 5000 mAh cơ. Anh xem YouTube thoải mái, nếu mà chỉ xem YouTube không nhá, em nghĩ phải lên đến mười mấy tiếng đồng hồ. Đấy là em nói thật, hôm sau em sẽ cho anh xem là cái con iPhone 12 Pro của em ấy test pin nhá, test pin thôi nhá, và chỉ xem YouTube thôi nó đã lên tới hơn chục tiếng, rồi mười mấy tiếng đồng hồ rồi. Thì con Vinsmart Lite 4 anh chỉ xem mỗi YouTube không thì nó trâu vô cùng luôn. Đấy, còn chơi game Liên Quân có bị lag hay không thì về cơ bản là chip 675 của Vinsmart Lite 4 là chơi được, chơi ổn. Đấy, nhưng mà gọi là chơi mượt mà với cấu hình cao thì là không. Đấy, được chưa? Đấy, nó mới cả, nó cơ bản nó chỉ chơi mức độ đồ họa trung bình thôi mà, nhưng mà chơi được, chơi ổn. Đấy, không đến mức độ gọi là lag và giật lắm đâu. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hi-o-vo. Bạn hỏi là em chào anh, chúc anh sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn. Anh cho em hỏi là tầm giá 8 đến 9 triệu thì mua con flagship cũ nào ok nhất? Nếu mà tầm 8 đến 9 triệu bây giờ ấy, thì mình sẽ lựa chọn mua, một là Samsung Galaxy S10 Plus, hai là Samsung Galaxy S10 5G. Đấy, đây là flagship cũ ok. Còn nếu không ấy, thì nếu mà cố lên được nhá, thì mình sẽ nghiêng về điện thoại mới. Đấy là con Xiaomi Mi 10T Pro 5G. Ngày trước ấy, thì cái con Mi 10T Pro giá nó cũng chỉ loanh quanh tầm khoảng dưới 9 triệu thôi. Nhưng bây giờ thì không còn giá đó nữa rồi. Bây giờ chắc phải lên đến chục triệu mới các bạn có thể mua được. Các bạn cố lên cả triệu nữa. Đấy, thì bạn có thể tham khảo qua. Nhưng mà mình nghĩ là ba sự lựa chọn đó là ba sự lựa chọn gần như là tối ưu nhất có thể bạn có thể mua ở thời điểm bây giờ rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Anthony Trần. Bạn hỏi là anh Dương ơi, em đang có hơn 30 triệu muốn mua hai máy. Một máy chuyên chơi game và một máy dùng các tác vụ hàng ngày, lướt web, quay phim chuyên nghiệp, chụp ảnh tốt, có kháng nước, có thương hiệu. Mong anh tư vấn cho anh thành công. Rồi, nếu mà như thế này nhá, một cái combo mà mình nghĩ là tối ưu nhất ấy, bạn có thể lựa chọn như sau. Thứ nhất đó là mua cho mình một con iPhone 12 mini với mức giá là khoảng 18-19 triệu. Đấy. Và số tiền còn lại tầm khoảng 10-11 triệu, 11-12 triệu
thì bạn có thể mua một con Xiaomi Mi 10T Pro 5G. Hai con này sẽ bổ trợ cho nhau, một con màn hình bé, một con màn hình lớn. Hiện tại thì iPhone 12 mini chưa có về Việt Nam, nhưng mình nghĩ rằng là đến lúc iPhone 12 mini về Việt Nam ấy, thì lúc đó Apple đã tối ưu hóa tốt hơn cho con chip Apple A14 rồi. Bây giờ Apple A14 nó đang gặp phải một số vấn đề trên con iPhone 12 Pro. Đấy. Thế thì một máy chuyên để chơi game thì cơ bản là nếu mà để chơi game mình sẽ lựa chọn con Mi 10T Pro 5G cho pi chơi game, cho pin nó trâu, màn hình nó lớn, chơi game nó cũng sướng. Sử dụng tác vụ hàng ngày thì cả hai con bạn thích dùng con nào cũng được. Lướt web thì bạn lướt web trên con màn hình to nó sẽ sướng hơn, con Mi 10T Pro. Quay phim thì bạn lại sẽ sử dụng cái con gì nhỉ? Con iPhone 12 mini. Còn nếu mà bạn cảm thấy rằng là iPhone 12 mini nó không có camera tele, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Mi 10T Pro. Bạn ấy vào. Nghĩa là có thể sử dụng hai máy để làm quay một cùng lúc mà hai góc quay luôn. Chụp ảnh ví dụ hoặc là cái con Mi 10T Pro mà thu âm nó không tốt thì con iPhone 12 mini lại thu âm rất là tốt. Nghĩa là hai con nó rất là bổ trợ cho nhau. Chụp ảnh tốt thì cả hai con mình đánh giá là đều chụp ảnh tốt cả, nhưng chắc chắn là iPhone 12 mini sẽ ngon hơn rồi. Có kháng nước thì có mỗi iPhone 12 mini có kháng nước thôi. Đấy, có thương hiệu thì mình nghĩ là thương hiệu Xiaomi bây giờ không phải là thương hiệu yếu kém nữa rồi, nó cũng là một trong năm thương hiệu hàng đầu thế giới bây giờ rồi. Đấy. Và Apple thì thương hiệu quá tốt rồi. Đấy thì mình nghĩ là nếu mà là mình thì mình sẽ lựa chọn cái combo đó. Đấy, còn nếu không ấy thì 30 triệu, nếu bạn bỏ ra khoảng 20 triệu để mua một con Samsung Galaxy Note 20 Ultra phiên bản chip Snapdragon 865 Plus thì cũng gần như không phải phân vân về bất kỳ cái tác vụ nào đâu, thì bạn sẽ còn 10 triệu nữa để bạn mua một cái điện thoại. Thì 10 triệu nữa bạn có thể mua, nếu mà mua con điện thoại màn hình bé nhá, thì có thể là iPhone SE 2020. Mình thì khuyên các bạn là không bao giờ nên mua iPhone SE 2020 làm một chiếc máy chính, nhưng nếu mua về để làm một chiếc máy phụ thì lại rất ok chứ, đúng nào. Bởi vì giá của nó là một chiếc điện thoại màn hình bé nhưng mà giá rẻ bằng một nửa so với cả giá của iPhone 12 mini. Đúng không? Đấy, thì cũng là một cái điều đáng để phân vân đấy chứ. Còn nếu không ấy, thì bạn cũng có thể mua một con iPhone 10R, chấp nhận hiệu năng yếu hơn một tí nhưng mà những cái trải nghiệm của nó thì đều rất ổn. Đấy, 10R chỉ là 10R cũ thôi. Đấy, thì mình tư vấn rồi đấy, bạn có thể tham khảo qua. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.